Nhà của Hoa Xuân á rất là hay ăn cái loại cá này. Và cái món á, hay chế biến đó chính là cá lăn bột. Mình sẽ dùng cá này nè lăn qua bột khô như thế này và đem đi chiên với lửa vừa. Lăn bột giúp cá của mình á nó không bị nổ trứng bên trong. Nếu bà con không lăn bột nó sẽ nổ trứng, bắn tung tóe luôn. Bây giờ mình có thể ăn kèm với tương ớt hoặc tương cà. Cái món cá lăn bột chiên này á, các bạn nhỏ sẽ rất thích. Quét một miếng tương ớt hoặc tương cà vô á, phần vì cái phần trứng á, lúc nào nó cũng nhiều phần thịt hết á, xương thì rất là mềm luôn. Hôm nào bà con hãy thử nha, rất là ngon luôn.